Có ý thì có chịu. Cái lúc ấy không không nghĩ là sẽ bị phạt đi. Bị bừa bãi. Mày bu đi mà đồ kinh tởm. Nào mày bu đây ra xem đi. Bố mày đâu đấy? Tao vừa rồi xanh không cho mẹ đòn. Hey yo, xin chào anh em. Lại là mình đây. Yeah, lại tiếp tục là những series chồn của Lê Hùng. Trước khi chồn thì mình sẽ kể xấu về con lợn mi cho anh em xem. Không biết anh em như thế nào nhá, nhưng mà con lợn mi ấy có một cái tật xấu gọi là ngủ nướng kinh khủng luôn. Ngủ cả ngày, ngủ từ đêm đến chiều, rất nhiều lần ngủ đến chiều luôn. Và mình gọi dậy không dậy ăn luôn. Đặc biệt là ngày hôm nay đang ngủ như một con lợn luôn, gọi từ nãy giờ không dậy. Cho nên bây giờ mình sẽ phải chồn để cho con lợn mi sợ thì thôi. Phải chồn thì nó mới chừa được. Đây, anh em biết ai không? Đấy, mèo đẹp trai đấy. Ngại ống kính máy quay cho nên là phải chồng mông vào thiên hạ. Đó. Đây, nhân vật này sẽ hỗ trợ mình trong cái màn chôn này. À, không phải hỗ trợ, mà là nhân vật để mình đổ tội. Ok, anh em có thấy hóng không? Yeah, bây giờ thì mình bắt đầu màn chôn thôi. Let's go! Đây sẽ là đạo cụ phục vụ cho mình để mình chôn con lợn mi trong ngày hôm nay. Anh em biết đây là gì không? Đây là sô-cô-la á. Ngon cực kỳ luôn, nhưng mà thôi. Ngon nhưng mà vẫn phải hy sinh để phục vụ cho cái màn chôn này. Đó. Ngon mã trưởng luôn. Anh em biết mình làm này ra để làm gì không? Muốn biết đấy thì đi theo mình đi. Let's go. Sáng bảnh mắt rồi, chiều đến nơi mà vẫn ngủ. Chưa thì nắng lên đến đỉnh đầu mà vẫn còn ngủ. Không biết trời đất là gì luôn. Quá kinh khủng. Đàn bà con gái ngủ như một con lợn. Đây sẽ là nhân vật mình sẽ đổ tội. Mèo ơi, chịu khó bị ăn chửi nhá, để chúng mình có thể hoàn thành được cái màn chôn này. Sao ta vừa nói cái mày chuồn đi luôn vậy? Gì? Vậy là bước thứ hai của mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ vào gọi con lợn mi dậy. Ok. Em ơi. Em ơi dậy đi. Dậy đi. Ngủ nhiều không thấy trời nắng lên đỉnh đầu này. Ôi em ơi, chết. Em ơi chết à. Ôi vãi thật, mèo nó ị lên giường rồi em ơi. Con mèo nó ị lên giường rồi. Kinh nghiệm. Em ơi nó ị lên giường. Mèo sao ị lên giường rồi mèo? Em ơi, con tóc em không? Ôi bé tóc rồi này. Con chó mèo. Sao nó ị lên người em mà em không biết vậy?
Kinh. Bé bết tóc rồi. Mèo ơi, con chó mèo. Kinh ơi. Ôi. Ôi. Chó mèo, mày đi đây. Ba chó bị hiến rừng. Nói nhơn nhơn cái mặt thế à? Bố mày, mày đâu đấy? Tao vừa rửa sạch xong cho mẹ rồi. Chạy 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 luôn. Ôi kinh ấy. Tắt thối đi em. Ôi dính cả vào tóc luôn này. Tóc em rồi, nó chơi cái dầu gội nào. Dầu gội à? Ừ, đi đi đi. Đây. Anh bơm lên đầu em luôn nhá. Kinh ấy. Kinh thật. Mèo, sao lại làm cái điều đấy? À, tao cho chỗ không nghĩ sao ý lên giường. Quá tưởng lượng. Kinh. Quá kinh luôn. Con mèo, mày đi đây. Đi đây. Sợ nhá. Tội tình đi đâu? Đi đây giường có tội tình nè. Tao vừa thay cho tao của đệm xong đấy. Bây giờ vứt đi này. Thử đối mắt đấy, thử đối mắt đấy. Kinh quá. Ôi. Mày đi đây. Bé bé, cho em úp cả mặt vào luôn à. Mày cứ dựa cái mắt này mày nhìn. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Khoanh tay vào. Úp mặt lại cửa. Úp mặt lên. Đứng. Úp mặt im mày, không được xuống. Nào, nào. Ai cho xuống có xuống. Đứng im mày. Tao đã làm rồi. Không được ị ra giường. Nó có bao giờ ị ra giường đâu, đây là lần đầu tiên mà. Nhìn thấy không? Nhìn này, thấy chưa? Nghe nhớ giường này. Mặt nét chiều quen này. Kính nó ị lên cả mặt bạch mi. Hay lắm mà cười. Nó còn ị cả vào tay hay không? Tao không phải cười nào nào. Con kia đứng yên cẩn thận nhá. Đứng im rồi. Sợ, đứng im chi tiết luôn kìa. Ôi ôi. Mình vừa thay bộ chân ga xong. Xưa mày. Kì quá ghê luôn. Kinh tởm. Sao có nuôi con chó rồi, ỉa đái bừa bãi này. Kinh, kinh, quá tởm, quá tởm. Đứng im. Sao em cứ phạt nó hoài vậy? Nào, nào, nào. Không được xuống. Nó có đứng biết ý. Gì đâu. Không biết mà nó nghe nghe là giường này à? Nhưng nó có biết đâu là nhà vệ sinh đâu. Phải dậy chứ. Nhưng mà nó nhìn mặt em, nó cứ tưởng là em là cái nhà vệ sinh. Này. Mèo, mèo, quay ra đây nhìn nhau à? Sao lại làm cái điều đấy? Ừ. Muốn chết không? Sao lại ị vào mặt Bạch Mi? Ị vào mặt xong ị cả vào lòng bàn tay của Bạch Mi luôn. Đây mình ngửi. Ăn hết đi. Liếm hết đi. Quá kinh, không ngờ. Nó cho mặt cứng nhớ đấy. Đã không ngờ mèo lại có thể làm được cái điều này. Kinh tởm. Bây giờ vứt đi cả bộ này. Vừa lòng chưa? Anh cũng không ngờ tại sao nó lại tìm đến em để nó ị vào em luôn. Anh ý, anh không chịu mở cửa cho đi vệ sinh đúng không? Anh mở mà. Anh mở sao nó leo lên giường em đi vệ sinh? Ai biết được, đã bảo là nó nhìn em giống nhà vệ sinh mà. Kinh thật. Mèo ơi là mèo, sao lại có thể ị được ra giường thế này chứ? Xong lại chọn đúng Bạch Mi để ị. Hôm nay nhá, nhịn đói nhá, không có ăn uống gì hết nhá. Đi bừa bãi này là nhịn nghe chưa? Phạt. Mặt nịt. Thấy chưa? Bị phạt rồi đấy. Bị phạt rồi. Đi đây. Ra đây để nói chuyện anh em. Nào. Ui giời ơi, vẫn còn, tay vẫn dính kìa. Kinh thật. Yeah. Mèo ơi, bắt tay cái. Chịu chửi một tí nữa nha. Sắp xong rồi. Chịu chửi một tí nữa thôi. Yeah. Chúng mình sắp chôn được con lợn đi rồi. Yeah. Tiếp tục. Rửa được xong chưa? Kinh thật, là sao anh cứ gửi đấy mùi thối rồi. Hóa ra là chưa rửa sạch. Tại anh ấy. Sao lại tại anh? Anh ấy. Anh làm gì? Em đã bảo là mèo đi vệ sinh là trách nhiệm của anh. Em cho anh cho đi vệ sinh mà anh để nó đi lên giường em này à? Ai mà biết được. Sao mèo lại làm gì mà anh để nó leo lên đi vệ sinh? Thì mọi khi nó vẫn leo lên ngủ cùng em mà. Sao bây giờ nó ị ra giường, ai mà biết được. Cái đấy em phải để ý chứ. Thật em. Chẳng là anh không cho đi ra ngoài đúng không? Anh mở cửa nhưng mà nó không đi. Ai biết được, vừa nãy thấy nó chui vào phòng em. Ngủ mà lên, nhìn mà leo này. Xin lỗi chưa? Hối cải chưa? Không ngờ điều đấy lại xảy ra được. Hôm nay nhá, phạt nhá, cho nhịn nhá, không có ăn uống hết nhá. Anh tay vào, xin lỗi đi. Nào, ngồi lên, anh tay vào. Biết lỗi chưa? Làm sao mà biết lỗi được. Biết lỗi, đứng im. Nào, đứng im mày. Nào, ai xuống, không xuống. Phạt, đứng im. Thôi chịu khó lên mèo. Nào, không đổ đi. Nào. Có ị thì có chịu. Cái lúc ị không nghĩ là sẽ bị phạt đi. Cái ị bừa bãi, nhất đi lên mà ị. Sao bây giờ bị phạt thì ngả ngốn, đứng im. Có ị có chịu không phải nào, lo nào, con nào, ạ. Nào không ngả ngốn thì đứng im. Đứng nào, thẳng lên. Con trai, đứng im, khoanh tay vào, hối lỗi đi. Nói mà nửa cười á, tao nói mà cười à. Kinh tử. Nào. Chó ơi. Em muốn nếm thử một chút ship mèo không? Mày cút đi, mày là đồ kinh tởm. Nào, mày bố này lên đây đi. Nào, chó này, cút đi mày.
em phải sợ nhỉ? Có gì đâu mà phải sợ nhỉ? Cái gì không sợ? Em ơi! Ngon quá! Kinh tởm thế! Kinh tởm cái gì? Em ăn thử đi! Em nếm thử đi xem nó như nào! Không ngờ mày ăn cứ thích nó luôn đấy! Kinh tởm! Tao thề luôn, chưa thằng nào kinh tởm như mày đấy! Cô đi! Nó có phải cứt đâu! Phải cứt ngay ngay rồi! Đây đây đây! Mèo nó ị ra sô-cô-la mà! Ăn thử đi! Mày đi đây! Em chửi oan mèo rồi kìa, nó khóc rồi này. Thấy chưa? Nước mắt này, tưng tưng rồi này. Con chó này mày đi đây. Chửi oan mèo mày rồi. Mày đi đây, con chó. Mày, quá đáng em đi đây. Cô mèo kìa. Mày, thằng kinh tởm, tao không ngờ mày nghĩ trò kinh tởm lợm này. Mày đi đây. Yeah. Ngon em đếm thử đi. Đếm thử đi, biết đâu lại ngon. Yeah, cuối cùng thì mà chơi của mình cũng thành công. Đấy em chửi oan mèo nhá, em tí em mà phải xin lỗi mèo đi. Mày đi mà xin lỗi mày, nếu mày kiểu có lỗi. Mày đi, mày quỳ thì mày xin lỗi mèo nghe chưa? Anh em thấy hay thì nhớ bấm like, sắp qua